Chào mừng bạn quay trở lại bằng Len Sắc YouTube Channel. Vâng, và như anh đã biết thì phim Mobile đã tới với mùa giải thứ 6. Và mùa giải này thì sẽ khá là khác với những mùa giải trước, khi mà chúng ta sẽ diễn ra trong vòng vài năm chứ không phải một năm như là những mùa trước. Cũng như là các hệ thống chợ cũng như là cũng đã thay đổi khá là nhiều, và khá là giống với các phiên bản như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Và bây giờ trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta có thể mua bán trong game phim Mobile năm nay. Thì đầu tiên thì để tìm kiếm cầu thủ thì các bạn có thể tìm kiếm theo tên, Obra, câu lạc bộ. Đây, mình có thể tìm kiếm cầu thủ Aston Villa, quốc tịch, vị trí, thẻ loại dây Skillbook hoặc là cái thẻ của sự kiện nào. Ok, mình sẽ tìm thử. Đấy, thì khi anh em chúng ta tìm một cầu thủ bất kỳ thì chúng ta có thể nhấn mua. Thì anh em có thể ở đây là màu đỏ. Màu đỏ tức là nó đang không có trên chợ. Và đây là những lệnh mà người ta đang đặt mua. Đây, anh em có thể thấy. Còn với những cái con màu xanh là tức là những con đang có trên chợ, thì anh em nếu mà chúng ta ấn thì chúng ta sẽ mua được luôn. Vâng, bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ nghiên cứu những con màu đỏ trước. Tức là những con này thì đang không có trên chợ, và những người đang đặt mua giá này á, thì các bạn chúng ta nếu mà chúng ta muốn mua cầu thủ này á, thì chúng ta phải đặt giá được càng cao càng tốt. Đấy, bởi vì do là không có ai bán trên chợ, thì mùa giải năm nay thì người chơi sẽ giao dịch với người chơi với nhau. Đây là mua nha các bạn, nếu mà mua mà hiện màu đỏ thì các bạn phải đặt giá càng cao càng tốt, thì chúng ta mới sớm mua được cầu thủ. Còn đây là màu xanh. Màu xanh thì những cầu thủ này đang có trên chợ nên là chúng ta sẽ mua với giá thấp nhất có thể. Đấy, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn mua thôi. Vâng, cái này là chúng ta đã đặt lệnh rồi. Vâng, và sau khi mua xong thì chúng ta sẽ vào phần những cái lệnh chúng ta đang đặt. Đấy, như bạn đã thấy là do cầu thủ này năm nay nó hiện màu xanh và giá thấp nhất trên chợ là 202.000 và mình đã dễ dàng mua được. Còn đối với những cầu thủ như này thì chúng ta sẽ đặt giá tùy theo các bạn, mà chúng ta có thể đặt giá càng cao càng tốt. Đấy, ví dụ mình sẽ mua với giá 910 và tiếp theo mình sẽ vào phần cái lệnh đang đặt. Đấy, như các bạn đã thấy là mặc dù mình đặt giá 910, tuy nhiên do cầu thủ đó tất cả các lệnh đều hiện màu đỏ, tức là do không có người bán nên là mình vẫn chưa mua được. Còn ví dụ các bạn muốn hủy hoặc các bạn muốn chỉnh giá thì các bạn ấn ở đây repurchase, các bạn có thể giảm lại giá mua. Đấy, hoặc là các bạn có thể hủy luôn. Còn với những cầu thủ mà chúng ta đã mua được thì chúng ta sẽ ấn nhận để chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong cái đội hình của chúng ta. Đây, đây là cầu thủ mà mình vừa mới mua. Vâng, vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho anh em chúng ta mua cầu thủ, và bây giờ chúng ta sẽ tới với bán cầu thủ. Ở bán cầu thủ thì chúng ta sẽ vào phần My Player. Các bạn có thể thấy là với những cầu thủ mà đã nâng cấp lên đó, thì chúng ta chưa có bán được, các bạn phải chuyển cho cầu thủ khác. Hoặc là những cầu thủ đang có trong đội hình thì cũng không có bán được. Và với những cầu thủ mà nó không có hình cái áo bên cạnh thì chúng ta có thể thấy là cái phần bán nó đã hiện lên. Ngoài ra thì nếu các bạn thích cầu thủ này chúng ta mua thêm á, thì chúng ta có thể mua nhanh ở đây.
còn bán thì chúng ta ấn vào sale. Các bạn để thấy là như cầu thủ này thì gì, chúng ta có thể thấy là đang có 6 cầu màu xanh thì ngoài chợ, tức là đang có 6 người bán. Thì các bạn nếu muốn bay nhanh á, thì chúng ta có thể đặt giá thấp nhất là 202.000. Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn bán được giá hơn thì chúng ta có thể chỉ giá cao hơn, ví dụ 223.000. Và nếu các bạn bán được thì các bạn sẽ phải chịu mức thuế là 10%. Nếu muốn bán thì các bạn cứ bán ở đây. Thì để kiểm tra thì chúng ta vẫn tiếp tục vào phần My Order. Thì các bạn có thể thấy là cầu thủ của chúng ta đang được bày bán. Còn nếu các bạn muốn chỉnh giá thì chúng ta ấn Resell. Chúng ta có thể giảm giá bán một tí, ví dụ 210. Thay vì chúng ta có thể hủy bán, ấn vào dấu X. Đấy. Ngoài ra thì ví dụ bên phần sale thì các bạn có thể thấy là phần quick sale. Thì các bạn thấy là chúng ta bán cầu thủ này với giá chỉ là 100 đồng mà thôi. Thì anh em chúng ta không nên bấm vào cái quick sale này. Bởi vì đây là cái nút tự hủy. Khi mà cầu thủ nó sẽ bán ra với giá rất rẻ. Đấy, anh em thấy là một cầu thủ gold thì cũng chỉ có 100 đồng mà thôi nếu mà chúng ta ấn quick sale. Vì vậy chúng ta không nên ấn quick sale nha các bạn. Chúng ta chỉ nên ấn sale mà thôi và chúng ta sẽ chỉnh mức giá phù hợp. Vâng, và vừa rồi mình vừa hướng dẫn anh em cách chúng ta mua và bán cơ bản trong game FIFA Mobile phiên bản 22. Và anh em có thắc mắc gì thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào anh em và lại những video tiếp theo.